một người làm rất nhiều việc bất thiện, họ vẫn ung dung tự tại, khiến những người thấy sự việc rất bất bình, không tin vào nhân quả và đặt câu hỏi vì sao nhiều người làm điều ác lại vẫn có tiền tài chức vị. Đó chính là phước báo đời trước của họ quá lớn. Đời này dù có làm nhiều điều bất thiện vẫn còn dư phước, nhưng cái phước ấy đã bị tổn giảm. Ngược lại, người làm rất nhiều việc tốt nhưng vẫn không lìa được khổ đau, chính là do nghiệp quả đời trước quá sâu nặng. Đời này hành thiện tích phước, tuy có giảm nghiệp nhưng không đủ xoay chuyển. Quả phước đời này được định trong sinh thần bát tự. Từ thọ mạng, tiền tài, trí tuệ có được là từ đời trước, không thần Phật nào có thể cho ta. Tam phước ấy có thể tăng, có thể giảm. Có thể giảm hay tăng từ trung vận. Tu pháp bố thí, mọi nghiệp quả có thể xoay chuyển, tự mình định đoạt số mệnh thông qua đoạn ác hành thiện. Chư vị đã từng đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ thông đạt ý niệm hành thiện tích phước. Bản thân Khải Toàn đã dùng chính pháp môn ấy, chính pháp môn bố thí ấy phần nào chuyển hóa được vận mệnh. Liễu là đoạn, là kết thúc. Phàm là phàm phu. Liễu phàm là đoạn những gì phàm phu. Tứ huấn là bốn điều răn dạy. Có hôm qua, hôm nay, ngày mai, sẽ có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Nhân quả không chỉ luân chuyển ba đời, luân chuyển cả vô lượng kiếp. Phương Tây họ dùng thuật thôi miên để biết được tiền kiếp. Điều này cách đây gần 3.000 năm Đức Phật đã thuyết giảng. Nhân quả ba đời, nhân quả báo ứng nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào nghiệp lực. Con người bị âm dương chi phối, khó thoát khỏi những số mệnh. Tuy nhiên, người biết buông xuống vọng tưởng, lìa chấp tướng, không dễ dàng để âm dương chi phối. Lìa chấp ngã là xả bỏ cái tôi, không còn tôi, không còn nghiệp, nghiệp hết phước đến. Chỉ cần chư vị tinh tấn thiền định, tâm định sẽ thấy được chân tướng sự việc. Trong thiền có câu: thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết. Khi chư vị dành hết tâm tư tình cảm vào một việc hay một đối tượng nào đó, chính là sự đầu tư rủi ro lớn. Nói theo thế gian, chẳng ai dạy mang hết trứng bỏ vào một giỏ. Tâm từ bi chưa sanh, chỉ nên dành một nửa cho pháp thế gian. Dù người đó có là con cái hay vợ chồng, nên giữ lại cho mình một nửa tâm tư, để còn là chính mình khi sự việc không như mong cầu. Làm được như thế hẳn chưa bị ngộ ra, nghiệp quả mỗi người lại khác nhau. Mỗi người mỗi phước duyên, chưa bị không thể chuyển nghiệp giúp người khác. Pháp sư Tịnh Không có dạy: hãy khuyến thiện trong khả năng, giúp đỡ người trong điều kiện có thể khi duyên sinh, nhưng không nên chấp vào việc giúp người, người đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Họ không thể thay đổi theo sự giúp đỡ của mình. Bồ Tát còn không can thiệp, không can thiệp họ, vì sao ta lại can thiệp? Giả dụ chư vị cho con cái ăn ngon, ăn no, ăn ngon, ngủ ấm, cho chúng học trường tốt, áp chúng vào chuẩn mực của xã hội hiện nay. Xã hội đề ra điều gì, các vị áp theo điều đó. Mục tiêu sau này chúng sẽ thật là người thật thành đạt. Điều này không có gì phải bàn, nhưng việc sau đó không xảy ra như dự liệu. Những chư vị có tâm định, không phiền não vì con cái, vì những điều trên. Ngược lại, những vị phiền não vì chúng không như mong muốn, phải chăng đã dành hết tâm tư vào một vai diễn trong kiếp nhân sinh này? Cơ bản, một người diễn rất nhiều vai trong suốt cuộc đời. Người mê dành trọn tâm lực vào một vở. Đời người nào khác gì những khán giả đang ngồi trong một sân khấu kịch, đưa mắt dõi theo những vở kịch. Sao bao sóng gió, khi đã hiểu được cuộc đời như một sàn diễn, chúng ta tự nhiên sẽ đặt ra một câu hỏi: làm thế nào để thoát khỏi vở diễn ấy? Chỉ cần chư vị làm khán giả, làm khán giả nhiều hơn làm diễn viên, không chấp vào ai đúng ai sai, tự khắc không dễ dàng bị lôi kéo lên sân khấu, không dành trọn tâm tư của mình vào một vai, tức đã dựng được đạo trung dung.
Hàng xóm xung đột, bạn chen vào. Đồng nghiệp xung đột, bạn cũng chen vào. Vợ chồng con cái xung đột, bạn lại chen vào. Bạn tự mình xông pha vào nơi đang hỗn loạn, tự cho mình vai diễn trong vở kịch của người khác. Tâm trạng nhận lại sau đó là gì? Tự bạn nhớ và ngẫm lại xem, có phải là những phiền não đầy tiêu cực, chẳng lợi lộc cho ai? Trong bất kỳ cuộc xung đột nào mà bạn tham dự, người bạn bên vực họ không nhớ lâu. Người bạn không đồng tình, họ ghim hành động ấy trong lòng của họ, tự dưng lại rước họa vào thân. Thế là lần sau bạn dè chừng, đứng xa xa làm khán giả để tránh bị văng miệng vào người. Chưa bị chịu khó ngồi xuống thiền định, quán xét lại những việc Khải Toàn vừa nêu, tự cho mình câu trả lời thỏa đáng. Con người đau khổ bởi cái tâm phân biệt. Nếu bạn nói với ai đó bạn rất nghèo, cái nghèo ấy là bạn tự cho bạn, cho rằng như thế chính là nghèo. Giống như một người tự cảm thấy tức giận khi nghe lời thị phi, dù lời thị phi không ám chỉ chính họ. Bạn cho rằng bản thân mình rất nghèo, bản thân mình rất khổ, kỳ thực bản thân nó là không tính. Nói cách khác là tánh không trong nhà Phật. Chỉ vì bạn tự cho nó làm tổn thương là đau khổ. Hiểu được những điều này, bạn đã bắt đầu tiếp cận được với giáo pháp của Đức Phật. Nếu bạn biện luận mình thật sự rất thảm, thật sự rất khổ, số mệnh của mình là vô cùng kém, thì bạn có thể xem lại quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Số mệnh là có, nhưng tự ta có thể tu dưỡng để thay đổi. Khổ đau thực sự của con người là gì? Có phải chính là sự sợ hãi? Sợ hôm qua, sợ ngày mai, càng có nhiều lại càng sợ. Khi còn trẻ chúng ta chẳng sợ gì, làm biết bao nhiêu điều nguy hiểm. Đến khi trưởng thành có công việc, sợ mất việc. Có gia đình, sợ mất gia đình. Thấy người sống, nay mai chết mai, thì lại càng sợ chết. Nỗi sợ xâm chiếm hết tâm trí, không có nỗi phút giây an tịnh. Phải chăng người lấy càng nhiều thì có càng ít? Đạo Trung Dung là cân bằng âm dương, âm thịnh thì dương suy và ngược lại. Tâm trí quá nhiều lo âu, chất chứa đầy oán giận là mất cân bằng âm dương. Đối với người mới bắt đầu học Phật, khi mới hành thiền, tâm trí sẽ bị sự chi phối của tạp niệm, của hai kẻ thù gây nên. Đó chính là quá khứ và tương lai. Bản thân con người vốn dễ rơi vào vọng tưởng. Làm sao mới có thể thấu đạt cảnh giới tự tại? Làm sao để khai ngộ? Chỉ cần bạn có thể chém đứt quá khứ, đoạn trừ tương lai là có thể vươn đến cảnh giới tự tại, tự mình khai ngộ và hiểu rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Khi chúng ta tĩnh lặng hành thiền, tư duy về một sự việc bất kỳ, thì sự việc ấy chính là sự nổi hiện của những kinh nghiệm được tích tụ trong quá khứ. Chúng ta thường luôn dựa vào kinh nghiệm của quá khứ để phán đoán sự việc, nhưng kỳ thực bản thân sự việc lại không hề nói với chúng ta rằng chúng tốt hay xấu. Tất cả đều được quyết định bởi kinh nghiệm trong quá khứ của chính chúng ta, chính từ tâm vọng tưởng mà sinh nên. Những kinh nghiệm này lừa dối chúng ta, khiến chúng ta đau khổ. Vốn dĩ không có tốt, không có xấu, việc chúng ta học được là kiến thức, rồi dùng nhận thức để phân biệt, dùng tâm phân biệt để ứng phó. Chính những loại kiến thức này lừa gạt chúng ta, khiến chúng ta đau khổ. Dùng kiến thức tốt thì được xem là tri thức, nhưng để có trí tuệ cần phải tu tập, cần phải trải qua nhiều đau khổ và giác ngộ, nhận ra chân tướng sự việc. Giả dụ xưa kia nghĩ có tiền sẽ hạnh phúc, sau khi dốc hết tâm sức vào vai diễn, tôi sẽ là người giàu có, chợt nhận ra còn rất nhiều khác để hạnh phúc. Thậm chí khi nằm trên giường bệnh, còn thở còn ăn được một bữa ngon cũng đã là hạnh phúc. Đó chính là sự giác ngộ của trí tuệ. Người mới tập hành thiền sẽ bị ma chướng ngăn ngại. Con ma này từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Càng không thể thông qua một hai buổi ngồi thiền để được minh tâm kiến tánh.
Cái tâm của người mới tập hành thiền là cái tâm chứa đầy vọng tưởng, chứa những kinh nghiệm trong quá khứ. Chúng sẽ không ngừng nổi hiện trong tâm trí, quấy nhiễu chúng ta, khiến chúng ta mất đi sự thanh tịnh trong giây phút hiện tại. Thiền vốn dĩ là tìm lại giây phút thanh tịnh ngay thời khắc hiện tại, không phải hôm qua cũng chẳng phải ngày mai. Vốn dĩ hành động tọa thiền trong thời khắc hiện tại là hành động thật sự an tĩnh. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi dùng những kinh nghiệm trong quá khứ, dùng những ý niệm không vui trong quá khứ, thì sự an tĩnh này không còn ở hiện tại, lập tức biến mất, hoàn toàn chúng ta không được an tĩnh. Nghĩ đến quá khứ là đã mất đi hiện tại. Một vị gia chủ chia sẻ với Khải Toàn: "Thật ra em rất đắn đo, không biết có nên nhắn tin xin thầy giúp không ạ. Nay sự thật với em đang rất khủng hoảng, em muốn xin phép để nhắn hỏi thầy. Em có duyên được biết đến thầy thông qua một người bạn. Người bạn ấy rất trân trọng thầy và em hoàn toàn tin tưởng bạn ấy. Em đã trao gửi hết niềm tin nơi bạn ấy, mà đổi lại gần như bị họ lừa gạt. Giờ đây dẫn đến gia đình mình, con cái mình rơi vào cơn nguy khó. Em mong thầy hoan hỷ cho em lời khuyên." Quả thực trường hợp này ứng với câu "thế không nên dùng tận, người không nên yêu hết", khi cô ấy đã dành hết tâm tư tình cảm của mình vào người bạn kia. Khải Toàn hồi đáp: "Niềm tin là thứ mong manh nhất, dễ có cũng dễ mất. Người lừa ta làm ta đau khổ, đa phần là ta nợ họ, không chỉ ở đời này mà ở cả đời khác. Khi bị lừa, do ta cả tin, do ta mong cầu, tất thảy đều do ta. Giả dụ cho người khác vay mượn tiền thì ta mong họ, họ trả lại. Khi giúp đỡ ai đó, mong họ biết ơn. Chính vì những mong cầu này khiến tâm trí ta hụt hẫng khi không thuận ý. Vì bất cứ lý do gì, nếu dành thời gian để đòi lại công bằng, chẳng khác nào tiêu hủy thời gian của hiện tại, không thể nào an tĩnh. Mệnh của chị có cái nhân khó nhọc, sống ở đâu, sống với ai, dù thế nào cũng sẽ xảy ra những điều như thế. Nếu mình nhận ra điều ấy sớm, biết hồi tâm chuyển ý, sẽ đoạn mong cầu, giảm đi phiền não." Không thể nói hết những lời này qua văn tự, tự bản thân chị dành vài tháng hoặc nhiều hơn để thiền định tự có câu trả lời. Các bạn thấy đấy, bị lừa mất niềm tin, đánh mất sự an tĩnh, cứ mãi nghĩ về điều ấy chẳng khác nào chất chứa sự oán giận trong lòng, tự biến tâm trí mình thành thú dữ. Đã mất sự an tĩnh vì duyên sinh, giờ đây không đoạn được quá khứ là tự mình đánh mất sự an tĩnh của hiện tại. Thật là bất hạnh nếu để sự oán giận ấy trong lòng quá lâu, mang những nỗi bực dọc này đi vào công việc, trút lên cả gia đình của mình. Từ trường trong ngôi nhà đang sinh sống sẽ tràn đầy sát khí. Tần sống của người đầy oán giận tạo ra là gì? Là tần sống bất thiện, sẽ giao thoa với những người có cùng tần sống. Chẳng may thân thể lại suy nhược là cơ hội để linh giới trú ngụ. Vì vậy, khi chúng ta tu tập đến một giai đoạn nhất định, khi ngày ngày dành ít thời gian dưỡng tâm, không còn phân biệt bằng kiến thức trong quá khứ, dùng trí tuệ để cảm, chúng ta có thể quên đi những chuyện không vui của quá khứ. Chúng ta nhận thức sự việc trước kia dù tốt hay xấu chỉ là một duyên sinh giúp chúng ta giác ngộ. Sự việc dù tốt hay xấu chỉ là một người thầy. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.